ไข่แรงตามเจียงบอกไอ้แหละขั้วแรงแล้วมั้งบอกเติมcái này nó giống như gì chú chiên á hả nhưng mà cái đây là làm mặn đúng không đây là mặn ăn rau sống nhìn thấy hấp dẫn ha, ngon ha. Đây là món khoai tây chiên bột tôm khoai lang nhầm hoài. Hồi nãy không lấy cái dao hay cái giấy để cắn gì dính. Nhìn hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn.Cái này mình đâu có nêm gì không ha, không gì không. Ta ăn muối thì mình nêm chút xíu bột nêm ra còn không thôi. Để ăn không cũng được, tại vì phải lên nó ngọt. Rồi mình ăn mình cuốn mình chấm với bê với là bánh cá, chấm với rau mắm này.Hello các bạn, vậy là giờ mình có một cái dĩa khoai lang tôm chiên bột trông rất là ngon. Mình ăn nó cũng giống như là mình dùng cái cải bì xanh này nè, cái này cải vườn nhà của mình, sâu nó ăn lỗ lỗ rồi. Mình sẽ cuốn mình ăn giống như bánh xèo vậy đó. Này.Khoai lang nó ngọt, tôm thơm, cải bì xanh, nước chấm của nước bánh xèo không mặn lắm.Đi làm về.Đói bụng không? Ăn một cái này là tuyệt vời luôn. Đây, lấy cải bì xanh. Mình không ăn cái này. Lấy cải bì xanh. Mấy hôm nay mưa nhiều cho nên nó cũng không có cái nồng, cái độ nồng đó, độ đắng nó nhiều. Có nước mình để vô này. Mình lấy thêm lá diếp cá. Hình như cái này là gì, rau húng hay gì đó, không phải rau thơm. Ngon à. Đây nước chấm nè, ngon, nó xốp, nó mềm của bột, của khoai lang, của tôm.Hay là cải nó có nước nó nồng lên cũng có lá nè, lá bị sâu
mình bỏ cái phần sâu ăn đi. Đó, một ít rau, có lá tía tô nữa nè. Đây, nhiều rau ăn nó mới ngon, mới thơm. Ngon quá. Giống như cái bánh gì chiên thôi, bột chiên thôi, ngon lắm. Cầm ăn là lá xà lách cũng hái hơi ít, với lại do mấy cái lá sâu á mình bỏ, mình ăn cái này không ngon. Chiên khoảng từ 2 đến 3 con tôm. Tôm nhỏ thôi. Tôm đổ bánh xèo rồi đó. Nó lớn hơn con tép. Tôm đừng lớn quá. Ngon. Mình sẽ lấy một ít rau, diếp cá, tía tô, rau húng, những cái loại rau mà nó có cần tây nữa nè. Cuộn lại thành một cuộn ăn. Nhiều mùi, rất là thơm. Món này nó không có cầu kỳ gì đâu. Bột chiên rồi khoai lang mình sắc cộng cộng ra như là khoai tây sắc vậy đó. Đây nè, mình lấy một cái mẫu đi nè. Đó, khoai, cái này con tôm mà nè, con tôm chỗ này nè, còn có nhiều khoai, cái nào cũng vậy hết. Ngon rồi, cái này ba con tôm. Cái phòng mà nhiều lắm, nó mềm.
Còn ở phòng ngoài dành nè, phải làm cái đồ nó chín á, nó cháy á. Ăn rộp rộp rộp. Đã. Ngon. Nó ra mình chiên á thì nó có dầu nhiều, nên mình ăn xong á mình thấy cái tay nó dính dầu, mình phải lau. Ăn cái này với lại rau diếp cá thì tại vì cái này cái nước mắm của nó giống như là nước nước bánh xèo không. Ăn cái rau diếp cá thơm. Gần hết rồi. Đã đó. Rau diếp cá ngon. Hái ít quá. Rồi ăn cái này nữa. Nó ăn nhiều. Ok. Chia sẻ của mình cái món bột chiên khô lan với tôm ăn rất là ngon, ăn liền nha các bạn, chiên xong ăn liền. Cái này mà trời lạnh đó ha, mùa lạnh mùa đông rồi đó, cái này dễ mà. Có ít tôm khô lan sắc ra, cắt cọng sợi 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 ra y như vậy, có một ít bột rồi khuấy lên, đổ vô chảo chiên cứng lại ăn.